Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm về bất động sản. Hôm nay thì quý vị cũng đã thấy được rằng là một cái thời tiết khá là đẹp sau những cái ngày mưa gió. Chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị về một số các cái nhà đầu tư về bất động sản mà có đến 70%, 80% là những nhà đầu tư bất động sản đang chuyển mình, thay đổi. Tại sao họ lại chuyển mình thay đổi? Thì chuyển mình thay đổi cái gì? Thì cũng xin chia sẻ với quý vị, trong cái thời gian đất sốt thì luôn luôn họ là những người chỉ ăn rồi và đi tìm kiếm những cái lô đất giá rẻ, giá hợp lý, giá đầu tư tốt để họ đầu tư. Họ đầu tư mua xong họ bán ngay, hoặc là mua xong họ để 5 tháng 6 tháng họ bán, có thể họ đầu tư lâu hơn nữa. Thế thì điều đó đã diễn ra trong một cái thời gian rất dài, đó chính là 25 năm 20 và năm 2021, đúng không ạ? 25 đó là 25 mà người ta đã bỏ tất cả mọi công việc để đi làm bất động sản. Từ những người đầu tư một mảnh cho đến những người đầu tư nhiều mảnh, thì hầu như 70% trong số đó là họ đã bỏ các cái công việc hàng ngày, họ đã bỏ tất cả các cái công việc của họ trước đây họ làm, ví dụ như là kinh doanh nhà hàng, hay là làm công ty, hay là làm cơ quan nhà nước. Một số cái chỗ làm cơ quan nhà nước nó chỉ là một số, cũng đã bỏ, và người ta chuyển đi đầu tư bất động sản, kinh doanh bất động sản. Thế thì đến bây giờ chúng ta nhìn lại, tại sao bây giờ người ta lại thay đổi? Sau 4 tháng, 5 tháng trở lại đây thì về bất động sản nó chứng lại, và nó chứng cục bộ, nó chứng toàn phần, đúng không ạ? Các nơi đều nói đến bất động sản là mua bán rất là ít, giao dịch cực kỳ ít, và cái tỷ lệ giao dịch đến bây giờ nó chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Điều đó là điều rất là thực tế. Thế thì những người đầu tư bất động sản bây giờ không bán được hàng thì chắc chắn là không có tiền, và đã không bán được hàng thì sẽ không có tiền để đi đầu tư tiếp, tức là người ta gọi là tái đầu tư. Vậy một tháng không sao, hai tháng không sao, nhưng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng không bán được thì họ lấy đâu ra tiền để họ đi lại, họ lấy đâu ra tiền để họ ăn uống, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy, đó là cái thực tế. Còn có những cái như là họ lấy đâu ra tiền để họ trả lại, là cái điều đó còn nặng nề hơn hai cái điều kia rất là nhiều. Thế thì sau nhiều tháng như vậy họ không kiếm được đồng tiền nào thì họ sẽ lảng tránh, họ sẽ thấy mình không còn cơ hội để kiếm tiền trong cái bất động sản nữa, thì bắt đầu họ sinh ra là gì? Sinh ra là quay về với nghề cũ, rồi thì quay xin nghề mới, đúng không ạ? Điều đó là điều đang thực tế xảy ra, mà xảy ra đến cái tỷ lệ nó đạt lên tới 80%. Đấy là cái mà chúng tôi thấy nó rất là rõ ràng. Nhiều các văn phòng bây giờ còn đóng cửa, mở văn phòng ra, nhưng mà đến bây giờ có rất nhiều văn phòng cũng đã đóng cửa rồi. Đấy. Cái thực tế đấy, chứ không nói gì đâu xa. Thế thì
những người làm trong văn phòng bây giờ đã đóng cửa rồi thì chắc chắn họ sẽ không còn nhiều để nói đến cái việc là đi đầu tư bất động sản. Bởi vì đi đầu tư bất động sản thì thứ nhất là phải có tiền, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng ta được biết rằng là khi đi đầu tư bất động sản thì cái giá đất này mua vào, bây giờ mua vào giá cao mà đầu tư vào không bán được cũng lại chết, thì người ta lại sợ không dám mua vào. Rồi thì người ta vẫn phải tính toán đến cái phương án mà ai là người đầu tư, thì người ta vẫn tiếp tục là tính toán đến cái trường hợp là tìm những cái lô đất giá nó hợp lý người ta đầu tư. Tầm này người ta xuống tiền là nhiều người run tay, thật sự là như thế. Cho nên là đến những cái giờ phút này, tại sao chúng ta thấy được rằng là những người mà trước đây đầu tư, cho dù đầu tư nhỏ lẻ hay là đầu tư gọi là tương đối ấy, thì bây giờ đang bắt đầu trở lại với công việc bình thường hàng ngày của họ trước đây. Ví dụ như là về kinh doanh bán hàng, ví dụ như là những người mà trước đây làm gọi là công ty thì bây giờ chuyển về cũng lại đi xin về công ty. Rồi thì nói chung là tất cả các cái công việc cũ trước đây thì đã hầu như là quay trở lại rất là nhiều, và không còn để ý đến cái bất động sản nhiều nữa, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy được rằng là thị trường bất động sản hiện nay ấy, chúng ta đang nhìn thấy ấy, nó ảm đạm. Từ cái việc sell đất nó cũng ảm đạm, từ cái việc mua bán đất nó cũng ảm đạm, từ các cái văn phòng bất động sản nó cũng ảm đạm. Con người bây giờ thì dồn hết về kinh doanh cái khác rồi. Đất thì người ta mua xong người ta để đấy, người ta phải đi về để kiếm tiền để trả lãi, người ta về kiếm tiền để người ta sinh hoạt cuộc sống của họ. Đất thì chắc chắn là không cắt ra từ mét một bán lẻ rồi, cho nên là có muốn bán thì phải bán cả lô, đúng không ạ? Cho nên bán cả lô thì bây giờ là hơi khó bán. Nhiều khi bây giờ rẻ người ta không mua. Ví dụ như vậy, chúng ta được biết rằng là thị trường nó là như vậy. Khi nó đã nóng lên thì đắt người ta cũng mua, còn khi nó đã ảm đạm, nó đã ế thì rẻ người ta cũng chẳng mua. Đấy. Thế thì cái đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta nhìn rất là rõ, đơn giản là như vậy, đúng không ạ? Thế thì những nhà đầu tư bây giờ đang có tiền, người ta đang làm gì, nghĩ gì? Theo quan điểm của tôi ấy, thì hiện tại bây giờ những nhà đầu tư là những người đang có cơ hội rất lớn. Bây giờ tiền thật, thóc thật là một cơ hội rất lớn. Rất nhiều người đã điện thoại cho tôi hỏi là đã đầu tư được chưa? Thì cũng xin thưa với quý vị là chúng ta nên lựa chọn những cái lô đất mà chúng ta thấy được rằng là giá của nó rẻ, thị trường đó nó đang là thị trường phát triển, chúng ta đầu tư bình thường, không có gì mà chúng ta phải ngại cả. Bởi vì một khi thị trường nó xuống, nó chỉ xuống những cái chỗ bong bóng thôi, còn những cái chỗ nó đã không phải là bong bóng của thị trường ấy, thì chúng ta phải biết được rằng là nó rẻ hơn những cái xung quanh chúng ta mua bình thường, nó cắt lỗ nó bán, chúng ta mua bình thường chẳng có gì mà không mua được. Và trước đây cũng vậy, rất nhiều các nhà đầu tư đã thành công về cái vấn đề đó. Người ta đầu tư lúc đất nó trứng, những cái lúc đất nó ảm đạm, những cái mảnh đất mà người ta không chịu được về cái lãi suất ngân hàng, người ta bán, người ta thanh lý đi, mình mua. Đầy người bây giờ vẫn đang đầu tư mà, họ vẫn đang đầu tư rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái số lượng nó không bùng phát như trước thôi, nó không như trước, nhưng vẫn còn giao dịch, mà giao dịch là giao dịch những người mua thật. Đấy. Và tôi được biết rằng là toàn bộ là những người mua thật hết. Đấy. Người ta mua, người ta là đầu tư đấy, người ta mua đầu tư thật đấy, người ta mua người ta để 1 năm, người ta để 2 năm. Đấy. Chứ không phải là người ta mua xong người ta lướt ngay đâu. Bây giờ cái tình trạng mua xong lướt ngay là không có đâu,
trừ trường hợp coi như thế là người ta bán rẻ trong đêm ấy thì nó lướt ngay thì cũng kiếm được đấy. Thế nhưng mà cái tỷ lệ đấy thì nó ít lắm. Thế thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được rằng là khi đi mua một mảnh đất ấy, bây giờ chúng ta không vội vàng. Nhiều người đi tìm những cái mảnh đất mà nói với quý vị là đưa đi đến 5 mảnh, 10 mảnh rồi người ta cũng trả chốt. Bởi vì sao? Bởi vì đất ấy người ta có nhiều cơ hội lựa chọn mà. Người ta tìm những cái mảnh nào thật rẻ, thật ưng ý với họ thì họ mới mua, phải nói là thật ưng ý. Chứ ngày xưa cái lúc mà đất nó sốt thì chỉ cần người ta chỉ cần thích thích cái là người ta đã chốt rồi, người ta đã xuống tiền. Nhưng bây giờ là phải thật thích, gọi là quá thích, đúng không ạ? Người ta mới mua. Đấy. Người ta gọi 4 5 anh em đi xem thì cả 4 5 anh em phải đều thích người ta mới mua. Ngày xưa ấy thì là gọi 4 5 anh em đi chỉ cần 2 người thích hoặc 3 người thích người ta đã sút rồi, người ta đã mua rồi. Bây giờ là người ta sẽ lựa chọn kỹ hơn. Cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái mà làm cho cái thị trường bất động sản nó cũng ảm đạm, đúng không ạ? Bản thân chúng tôi là những người mà mở văn phòng bất động sản ra thì chúng tôi cũng nhận cả những cái hồ sơ chuyển nhượng, chúng tôi cũng nhận cả những cái hồ sơ chuyển đổi mục đích, rồi chúng tôi cũng nhận cả những cái hồ sơ ví dụ như là về phân lô tách thửa đấy, ở tại coi như thế là Thái Nguyên này. Thế cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái mà nó đem lại cho chúng tôi, nó có những cái giá trị khác về cái việc là không phải như những người mà người ta chỉ có đầu tư bất động sản không, hoặc là chỉ có đi môi giới không, đúng không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn. Cái đấy nó cũng là một trong những cái mà nó thay đổi được cái công việc của chúng tôi. Chúng tôi vẫn có những cái đồng tiền để duy trì trong những lúc mà chờ những cái mảnh đất nó tăng giá thì chúng tôi vẫn tồn tại được. Nó là như vậy. Đấy. Chứ không có thì quý vị thấy được rằng là hàng ngày đi xe, rồi hàng ngày ăn uống, hàng ngày cà phê, lấy đâu ra tiền? Tiền lấy đâu ra nếu như chúng ta không có nguồn thu, đúng không ạ? Chúng ta không thể tồn tại được. Điều chúng ta muốn nói ở đây là nó phải là vào thực tế. Không phải là chúng ta đi hết tiền mà chúng ta đi vay về chúng ta tiêu, đúng không ạ? Chúng ta phải làm ra tiền. Dù rằng làm ít hay làm nhiều, làm ít thì tiêu ít, làm nhiều tiêu nhiều. Nhưng chúng ta nên duy trì được đấy, thì chúng ta sẽ thành công. Điều đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn khi mà chia sẻ cho quý vị hàng ngày với những câu chuyện về bất động sản, đúng không ạ? Chúng ta làm ngành nào chúng ta chia sẻ về ngành đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều khi đã quan tâm lắng nghe những cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.